Ủa cho em hỏi tại sao cái mắt kiến đi trước con cái mới sao con cái là sao? Đây. Đó để anh biểu diễn cái mắt kiến của anh nha. Nè, đi phượt nè. Vậy hả? Ở trời ơi, nhìn anh giống người nhái vậy hả? Đâu cho em mượn thử được không? Được. Nhưng mà nếu mà chạy cái này nó kính này nó. Trời ơi, vậy là cũng đỡ lắm á anh. Ừ. Đỡ lắm quý vị ơi. Hay thiệt chứ. Cái nón này độc quyền á, cái nón này là anh để dành đi phượt hả? Ừ, để dành đi phượt. Đó, quá dữ luôn quý vị ơi, anh Long. Quá độc, quá độc. Đào mấy vòng nữa đây. Lấy được gì lấy. Xin chào quý vị khán giả đến kênh YouTube Nghệ sĩ Tiến Cương. Rất vui hôm nay gặp lại quý vị. Và một buổi sáng đẹp trời, nắng chang chang tại cà phê Vườn Đá. Và hôm nay nhân vật mà Tiến Cương muốn giới thiệu quý vị là một người anh rất là thân và rất là quen với quý vị. Ê, xin mời quý vị vào đây đó. Vô là thấy ổng mặc cái áo có chữ Vespa rồi. Ủa mà sao phía sau lưng mà có cái mắt kiến kỳ ta. Thường cái mắt kiến nó nằm phía trước quý vị. Cái này mắt kiến nó ra phía sau là sao? Rồi xin chào anh Long Quỳnh. Ủa cho em hỏi tại sao cái mắt kiến phía trước con cái phía sau con cái là sao? Đây. Đó để anh biểu diễn cái mắt kiến của anh nha. Nè đi phượt nè. Vậy hả? Đó, trời ơi, nhìn anh giống người nhái vậy hả? Đâu cho em mượn thử được không? Được. Nhưng mà nếu mà chạy cái này nó kính này nó. Trời ơi, vậy là cũng đỡ lắm á anh. Ừ. Đỡ lắm quý vị ơi. Hay thiệt chứ. Cái nón này độc quyền á, cái nón này là anh để dành đi phượt hả? Ừ, để dành đi phượt. Đó, quá dữ luôn quý vị ơi, anh Long. Quá độc, quá độc. Và chiếc xe mà hôm nay Tiến Cương giới thiệu quý vị đó là đây, giới thiệu quý vị đây. Một chiếc Vespa. Để em đón nha. Để nhìn bên ngoài để với cái nhận xét của Tiến Cương xem coi chiếc xe này là chiếc gì ta. Để từ nghi nghía, từ vàng, từ nghi nghía rồi. Chiếc này tôi nhìn chưa ra. À, theo Tiến Cương đón đây là một chiếc Vespa Estanda. Rồi, xin mời anh Long Quỳnh cho kết quả. Đúng rồi. Đúng hả? Đúng. Hay ghê quý vị, nhìn thấy không? Estanda. Estanda đúng không anh? Và trân trọng báo một tin rất là vui với quý vị là chiếc Estanda của anh Long vừa đoạt giải nhất tại Festival biển Nha Trang. Là chiếc Vespa sao anh? À, chiếc Vespa nguyên bản zin và đẹp nhất. À, trong lễ hội Festival biển. Festival biển Nha Trang. Nha Trang và đây có quý vị nhìn xem. Đó, Festival biển Nha Trang 2023. Và có ổng đoạt giải một chụp hình nữa nhưng mà bữa nay đột ngột quá thành ra ảnh không cầm cái huy chương với cúp ra được cái gì. Chỉ có xe thôi. Bây giờ chúng ta sẽ review xem chiếc xe của anh Long có điều gì hay đặc biệt mà được đoạt giải ha. Đầu tiên cho em hỏi là cái kính chiếu hậu này là anh thiết kế hay là trong nguyên bản của Vespa nó cũng có gắn kiểu này? À, có cái này là cái kiến nguyên bản zin của nó. Là họ zin cũng thiết kế vậy luôn hả anh? À, cái kiến này tức là cái kiến xe cổ đó. Dạ. Mà mình để mà mình thiết kế lắp cho Vespa, cái dòng Vespa đó. Dạ. Nhưng mà zin của Vespa là nó không có kính chiếu hậu. Đúng rồi, nó không nó ở đây nó không có. À, nó không có kính chiếu hậu. Không, mấy đời sau thì có anh ha. Đúng rồi. Hồi xưa thì không có kính chiếu hậu. Dạ. Với cho em hỏi là cái tay cầm của nó là đúng zin luôn không anh? Ừ, zin. Chiếc này là nguyên bản hết. Nguyên bản hết. Em hỏi cái này cái kèn hay gì anh? Cái kèn đó cái cương, cái kèn đó, cái kèn zin của nó. Quý vị thấy không? Xe đọc giải nước sơn zin luôn nè, thấy không? Zin nước sơn zin là 100% luôn. Dạ. Thật sự thì anh Long cũng may mắn là sở hữu được những chiếc xe đẹp.
Mà bây giờ để mà như Phí Cương cũng thấy là ở Phí Cương cũng gặp nhiều chiếc xe Vespa, tăng đa cũng có, các loại cũng có, nhưng mà bây giờ mà để tìm một chiếc xe mà giống như vậy, nước sơn zin 100% thì Long nghĩ là chắc cũng có. Hiếm lắm. Không có luôn. Tại vì quý vị không, những xe này nó bằng sắt quý vị, cùng với thời gian và khí hậu nhiệt đới của Việt Nam mình, nó mưa gió bùng lầy quý vị, nó xét hết quý vị ơi. Cái logo đẹp quá anh ha. Cái logo. Ở đây thì chỉ có là cái đèn ở trong đây của cái chiếc Sanda này nó là 6V. Dạ. Nhưng mà anh Long đi chở bà xã đi là Sài Gòn Nha Trang đó, chạy có đêm có hôm mà mình đi chơi nữa, thành ra anh Long mới là gắn cái đèn LED. Cái đèn LED để mà buổi tối nó sáng lắm. Mà mình khỏi cần phải gắn bình hay là bất cứ cái gì hết á, thì nó vẫn sáng để mà mình di chuyển thôi. Cho em hỏi cái nẹp nhôm là zin của nó ha? À, zin hết Phí Cương, cái xe này nó zin hết luôn. Nẹp nhôm nó zin 100% luôn. Cái mặt đồng hồ quá đẹp thưa quý vị. Và em thấy ở đây nó có điểm lên chỗ này rất là dễ thương anh. Cái này là nó gò là có sẵn hay là cái này? Nó zin là nó có sẵn vậy nè Phí Cương. Và trên này cái mũi vẹ nó cũng có gắn một cái này quý vị thấy không? Rất là đẹp. Và anh Long ảnh thêm một cái nữ hoàng, cái này giống như là ếch chuồng vậy á. Này anh gắn cho thêm hả? Ở đó là hồi trước là có bắt một cái mũi dè đó. Dạ. Thành ra anh Long mở ra thì cái chỗ đó nó còn cái lỗ, anh Long lắp cho nó trống. Cái điểm đặc biệt á là tổng thể là chiếc xe này á là nước sơn zin hoàn toàn 100%. Còn cái đặc biệt nữa đó nè, đây, ở đây mặt mới vậy. Ở đây nè, cái giòn cốp này nè. Dạ. thì hầu như là suốt gần 60 năm rồi thì không có còn, ít lắm, không có còn cái nào mà nó còn mà mấy cái giòn cốp này mà nó đẹp hết á. Rồi đặc biệt chiếc xe này, anh giới thiệu cái máy quý vị ơi. Anh giới thiệu cái máy thân lắm, ổng mới mở ra cho coi á. Tụi cái máy quá vậy. Là cái máy này á, dạ. Cái máy này đây á là nó zin 100% luôn. Nếu mà Thí Cương nhìn ở đây nè, giữa hai cái lốc máy á đó mà nó còn khít như vậy nè. Dạ. Là cái máy này nó chưa có bung, nó chưa có mở ra lần nào luôn. Dạ. Nó chưa có mở ra lần nào luôn, kể cả cái đầu lồng á cũng chưa từng mở một lần nào hết luôn. Nó còn nguyên hết luôn. Với cho em hỏi, khi mà họ xét cái tiêu chí xe đẹp á thì ngoài cái phần bên ngoài họ có mở cái ra họ xem cái máy không Long? Hôm đó thì ban giám khảo thì họ chỉ sắp một dọc này nè. Ừ. Là các dòng xe của Vespa Estanda thì ban giám khảo họ chỉ nhìn thôi, nhìn ở ngoài thôi là người ta đã đánh giá được chiếc xe rồi. Thì hầu như bây giờ là để mà tìm được một chiếc xe mà nó còn nước sơn zin mà nguyên con gì được, anh Long thấy là không có, hiếm lắm luôn, không có. Và thưa quý vị, thì cái dòng Vespa ngày xưa thì có một cái đặc điểm đây. Thì Tứ Cương thấy đây là thưa quý vị, cái giò đạp này thì nó ăn những cái cốt này. Nếu mà một chiếc xe mình sử dụng nhiều á thì cái này nó sẽ, đôi khi nó sẽ bị lờn luôn á Lâm. Đúng rồi, nó tuột á, nó tuột răng á. Quý vị, tại vì cái này mình khởi động mình đạp mỗi ngày ở cái thế này nè, quý vị nhìn nè. Đó, nó rất là dễ tuột. Và lúc ngày xưa Tứ Cương lúc mà mới giải phóng thì nhiều không có phụ tùng thay, đôi khi người ta hàng chết luôn á Lâm. Ngày xưa thì người ta gọi là đóng chốt là quét á. Dạ. Chốt là quét tức là người ta sẽ móc ở đây một cái rãnh nè. Dạ. Rồi người ta sẽ có một cái chốt người ta lắp vô để cho cái chốt đó nó chịu lại nó chịu lại. Ồ, cái này là cái quạt làm mát máy ha. Đúng rồi, làm mát máy. Đặc điểm của Vespa ngày xưa là máy nằm có một bên nha quý vị, nằm một bên, bên kia là cốp chống để đựng đồ. Nhưng mà mình tưởng như vậy nhưng không cân bằng, nhưng mà lúc chạy nó vẫn rất là đầm hả anh? Rất là đầm. Anh chở bà xã thì chạy tốc độ 70-80 cây số giờ bình thường đó. Quý vị nhìn xem xe của anh Long á, ông gắn cái gói rất là xì tin, bởi vì để chở bà xã, bởi chiếc này nguyên bản của nó là phía sau là không có yên nệm anh ha. Không nó chỉ có cái yên sắt thôi quý vị.
Tại vì á, Tiến Cương biết không, anh em á, mà chơi xe cổ, xe Vespa đó thì á, là người ta yêu chiếc xe lắm. Dạ. Đó, yêu chiếc xe lắm, thành ra là họ muốn tức là muốn khoe tất cả cái body đồ của chiếc xe. Dạ. Thì xe của anh Long á là có cái niệm. Dạ. Có cái niệm, nhưng mà anh em mà chơi Tanda thì thường á là họ để chống như nè, chống như để khoe luôn, để khoe luôn cái ba ga luôn. Rất là đẹp. Rồi, em nhờ anh Long xây xe lại cho khán giả xem một phần ở bên này. Quyền thoại con ong quý vị ơi. Ủa, em thấy đang gắn cái bình gì vậy? Cái bình này là cái bình nhớt để mà mình pha nhớt cái cường. À. Cái này là anh thiết kế phải không? Anh thiết kế là để anh đổ xăng tự anh pha luôn. Đúng rồi, ở trong đây là cái bình nhớt. Anh xài nhớt thơm đúng không hả? Nhớt thơm hay thì thấy ổng không? Nhớt ổng cũng gắn con này con ong ăn kiến hả? Con ong, con ong nó thấy nhớt thơm đó. Con ong nó thấy nhớt thơm nó lại. Con ong bằng sắt nó ăn nhớt, còn ong thì ngoài nó chỉ ăn nhị hoa thôi. Còn cái cốp này là mình có thể mở được cái phiếu bằng này hả? Sao tiện quá vậy ta? Quá tiện luôn. Nice. Cái này cái áo mưa hay là cái mùng anh để anh hộ anh ngủ vậy? Thấy mỏng quá vậy. Đây. Còn đây là cái bình nhớt mà anh đông sẵn, tức là mỗi một lần là mình đổ 100.000 thì nó tầm khoảng 4 lít. Thì anh sẽ pha một gần 100 ml. Dạ, gần 100 ml. Nhớt. Cái này anh thủ sẵn luôn không? Anh mới vừa đổ đó. Dạ. Anh mới vừa lấy từ bên kia châm vô bên này. Châm vô bên này. Quý vị thấy công phu không? Đi hai thầy mà với cái những người đi dòng Vespa lâu năm như anh Long thì ảnh có cái độ tính toán về pha giữa nhớt và xăng sao cho nó phù hợp để chạy cái xe nó vừa êm mà nó lại ít khói nữa, đúng không anh? Đúng. Mình pha không đúng là khói mù mịt mà mấy người đậu xanh đỏ làm sao người ta phàn nàn quý vị. Cho em hỏi, nếu mà cái bánh này Siku này mình gắn đây cho đẹp nhưng mà vẫn xài được đúng không anh? Là chuyến đi Nha Trang là xe anh Long bánh sau nó bị bể. Và anh thay. Thì mình thay, mình mở ra mình thay. Và cho em hỏi cái bánh này ví dụ bây giờ mình mua giờ khó không anh? Bây giờ thì cũng có hàng nhập về cái kia. Như cái bánh này thì nó tầm khoảng 1.8 triệu, 2 triệu. Wow, hàng nhập. Một cái lớp xe. Còn nếu mình mua của Kausumina? Kausumina thì chắc vài trăm ngàn. À, là cũng có phải không anh? Có. Nói chung là mua Vespa giờ chạy vẫn an toàn nè. Yên tâm về những người thay vỏ rồi cũng có hàng Việt Nam quý vị. Chiếc này là mình chạy tổng cộng là 4 số hả anh? 4 số. Đã vậy? 4 số. Nói chính 4 số đi đường trường ngon hơn 3 số anh ha. Ngon. 4 số đi đường trường đậm đã luôn quý vị ơi. Cái đời trước của Tanda này nó có một cái đời là 3 số. Dạ. Giờ trước cái đời Tanda 3 số là nó sẽ là Atma. Atma là 3 số luôn. Atma 3 số luôn. Dạ. Nhưng mà theo em đi thì em lại thích 4 số hơn. Đúng rồi, 4 số. 4 số đi đường trường sướng, còn 3 số mình chạy vòng thành phố. Đúng rồi. Chứ này thì Thế Cương không nghĩ là anh Long anh chạy ra được tới Nha Trang như vậy. Bây giờ chiếc quay của Thế Cương bị chạy ra Trang là tôi chạy đã không nổi rồi. Mà chiếc Vespa cổ ta nói nó là lớn hơn Thế Cương mấy chục tuổi luôn mà chạy ra được tới Nha Trang thì phải nó khủng khiếp rồi chứ. Nhưng mà cái Vespa này anh xin phép leo ngồi được không anh? Được, em ngồi. Cái tướng Thế Cương được cái ngồi Vespa cũng thấy cũng ổn hả anh? Ổn, đẹp mà. Dạ. Vespa ngồi cái dáng nó ngồi nó thanh lịch đúng quý vị ơi. Cái người mà không có người lúa lúa chứ Cương leo lên ngồi nó vẫn sang như thường thấy không? Và được cái đặc biệt cái em thích nó thắng chân hả anh? Thắng chân quý vị, rất là tiện. Nhìn hai tay thắng nhưng mà cái này thắng chân này. Cái này âm da. Đó. Rồi nói chung rất là cảm ơn anh Long. Hôm nay đã dành thời gian để cho Tiết Cương và quý vị khán giả có một cái nhìn về một chiếc Vespa S Tanda. Rồi cho em hỏi anh Long còn một chiếc nào thuộc dòng này không? Anh có Sprint không? Anh còn một chiếc Atma. Atma. Cũng nước sơn diesel luôn. Mà đó giờ em review dòng này nhưng mà chưa giờ em review Atma. Ừ. Hy vọng có dịp nào mà anh Long anh rảnh anh chạy chiếc Atma anh em gặp nhau thì sẽ giao lưu review tặng quý vị xem. Và thật sự
có lứa tuổi như Tiếp Cương và bạn trẻ thì có nhiều bạn còn chưa biết chiếc ác ma nó là như thế nào. Và Tiếp Cương bật mí đó là những chiếc gọi là đời đầu của hãng Piaggio Vespa họ nhập qua Việt Nam đó quý vị, đó là chiếc ác ma rất là độc đáo. Rồi em hỏi còn cái gọi là còn dòng lam là anh cũng có luôn không? Ờ, lam anh cũng có. Lam thì anh có lam đầu bò. Dạ. À, trước cái lam đầu bò anh có một chiếc lam là đặc biệt là ở Việt Nam mình như là chắc không có chiếc nào. Dạ. Lam C. Dạ. Lam đầu tiên nó có là lam A, lam B và lam C. Đập thì hả? Cái dòng đó nó chưa có qua Việt Nam. À, giờ mới đến là cái dòng lam D, đó là lam LD đó. Đó, rồi anh có lam đầu bò, rồi lam dẹ bầu. Dạ. Đó, anh còn hai con lam nữa. Như vậy thưa quý vị là vẫn còn anh Lâm còn rất nhiều những dòng xe để anh em mình giao lưu với nhau. Và trước đó thì em cũng có review anh được hai chiếc ha. Một chiếc Rumi ha. Rumi. Dạ. Rồi với một chiếc lam thì phải. Một chiếc Decadus. Decadus. Bây giờ sắp tới sẽ gặp lại anh Lâm những dòng lam và chiếc Akma độc đáo của ảnh. Còn bây giờ thì rất cảm ơn anh. Rất cảm ơn quý vị giả đã theo dõi clip Tiếp Cương được một chiêm ngưỡng chiếc xe đoạt giải biển Nha Trang của anh Long Quỳnh. Xin chào tạm biệt quý vị.